Vậy là hôm nay mình sẽ ngồi lại và mình sẽ ôn lại kỷ niệm của cả một kiểm điểm chứ. Kiểm điểm. Nguyên cả một hành trình tham gia mẹ lúc siêu trước nhân. Mà khi mà tôi bước vào cái tập đầu tiên của mẹ siêu nhân là hôm tôi đấy, nói thật là tôi muốn mình gặp nhau đó đúng không? Tôi muốn tìm một chỗ để đăng xuất. bởi vì số điểm quá cao của mình. Tôi muốn đăng xuất mọi người ạ. Thế hôm nay thì trải qua một quá trình dài đã có rất là nhiều những cái thử thách của chương trình đưa ra, thì các mẹ cảm thấy như thế nào sau mỗi một buổi tập, mỗi một thử thách được làm cùng với các con, thì chúng ta sẽ có những cái rút kinh nghiệm gì không, hay chúng ta sẽ có những cái ấn tượng gì không cho bây giờ cho mẹ trẻ nhất đi. Thật ra thì cứ mỗi một tập về là em lại có một bài học, nhưng mà đi hết hành trình rồi thì em sao thở dài những em. Trước đây á, em nghĩ là em rất hiểu con em. Em nhìn con em biết con em đang cần gì. Thì em lập tức em đáp ứng. Và em rất là tự tin là em rất hiểu con. Mà từ một cái suy nghĩ đó thôi mà nó có rất nhiều thứ sai chị ạ. Có một cái mà em thấy rõ rệt nhất, đó là khi mà em không cần chờ con có một cái phản ứng gì, thì em đã ngay lập tức em đáp ứng cho con. Và dần dần về sau thì em thấy, ủa sao con mãi không chịu tập nói với mình nhỉ? Thế tại sao con không tương tác với mình nhỉ? Thì tới bây giờ luôn, em phải kiểm điểm lại, em nhìn lại. Em có quá nhiều điều khiến cho con em không cần phải mở lời để nói ra, không có. Chính vì mình quan sát con nhiều quá, mình để ý con nhiều quá nên mình nghĩ rằng là bất kỳ khi nào em có nhu cầu gì thì mình đáp ứng hết là đủ rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà đôi khi nó sẽ không có gợi mở thêm những cái sự yêu cầu đòi hỏi từ phía con để con có thể phát huy được cái việc này. Nhưng thật ra thì bằng một vài kinh nghiệm nho nhỏ của mình, chị nghĩ rằng là em không nên sốt ruột. Yeah. Bởi vì chúng ta, tất cả bốn mẹ ở đây á, thì cái hành trình mà chúng ta sanh con này, rồi nuôi dạy nó sẽ không chỉ nằm trong cái phạm vi của chương trình này. Cũng như là không chỉ là đến khi các con nó biết tự lập, biết chăm sóc một tí xíu đâu. Có lẽ nó là hành trình cả đời này, mà đến khi chúng ta già đi 31, 80 tuổi nhớ họp lại nhau để mà ngồi xem lúc đấy là mình dạy con như thế nào, đã ổn chưa, mình cần phải học hỏi gì nữa không nhá. Em thấy là cái hành trình dạy con nó luôn luôn bất ổn với em. Nghĩa là ok, có thể một cái giai đoạn này đi, mình đã thấy nó ổn ổn rồi, nhưng đến lúc nó bước sang một giai đoạn phát triển mới, nó lại thay đổi. Và mình đấy, và mình lại phải tiếp tục học tiếp một cái giai đoạn mới của con. Mình không thể nào mà lúc nào cũng nghĩ là mình làm đúng được ấy. Thế nên là em ạ, cái hành trình đó, bây giờ em mới chỉ là bắt đầu cái hành trình tập nói. Tập đi xong tập nói thôi, sau hành trình thì nó cũng nhiều. Bởi thế mới nói rằng là chương trình bảo đấy, khi con ra đời mẹ được sinh ra đấy, được Trang nhở? Đúng rồi. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giang Văn Show, từ ngày 16 tháng 3 2024.